Dạ kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Như vậy là chúng ta đã bước sang cái tháng 2, cái tháng mới năm 2024 rồi các anh chị. Hôm nay là nhằm ngày 22 tháng Chạp âm lịch. Như vậy là chúng ta còn 8 ngày nữa là đến cái Tết Nguyên Đán. Rất là nhanh các anh chị. Và để mở đầu video buổi trưa ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu vực chợ lớn quận 5 Sài Gòn. Hướng đi thẳng nếu rẽ phải thì chúng ta sẽ ra bưu điện chợ lớn, ra bùng binh Châu Văn Liêm, con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa đó các anh chị. Còn rẽ trái thì chúng ta sẽ lên cầu Trà và ra cái khu vực quận 8. Còn hướng chiều ngược lại bên kia đường là chúng ta sẽ ra đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường Hàm Tử ngày xưa. Ngay cái đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông này các anh chị thấy là chuyên kinh doanh về thuốc đông y, thuốc bắc đó các anh chị. Các anh chị thấy bên kia đường ngay góc là cũng là một cái tiệm bán thuốc bắc, thuốc đông y rất là lớn. Ngay cái ngã ba phía trước màn hình của các anh chị là con đường Lương Nhữ Học. Nếu chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ ra cái phố Đồng Đèn. Đến dịp Tết Trung Thu phải nói rất là nhộn nhịp các anh chị. Và trong cái video buổi trưa ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cập nhật một cái địa điểm chợ hoa Tết tại khu vực Bến Bình Đông, quận 8. Hàng năm thì cứ vào dịp Tết Nguyên Đán các anh chị, thì khu vực Bến Bình Đông đều có tổ chức chợ hoa Tết, và đặc biệt là tổ chức lễ hội trên bến dưới thuyền. Chúng ta sẽ đi nha các anh chị, mình sẽ di chuyển đến ngay chỗ Bến Bình Đông, mình vừa đi vừa nói chuyện. Mỗi năm thì tổ chức rất là hoành tráng, rất là nhộn nhịp các anh chị. Năm nay thì không biết như thế nào. Đó, trước màn hình các anh chị, hướng nếu đi thẳng là chúng ta sẽ ra bến xe chợ lớn. Mình sẽ rẽ trái bên đây nha các anh chị. Mình vòng ngược lại để mình lên cái cây cầu Trà Và để qua cái khu vực quận 8. Trước màn hình của các anh chị là cái bùng binh đó các anh chị, bùng binh Châu Văn Liêm, con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa. Chúng ta sẽ rẽ trái, chúng ta vòng lên cái cây cầu Trà Và. Bên kia đường đó là bưu điện chợ lớn các anh chị. Rồi chúng ta sẽ lên cây cầu Trà Và nhé các anh chị. Cây cầu Trà Và này thì hiện nay là cũng đã được nới rộng rồi các anh chị. Ngày xưa thì hẹp lắm, sau này mới được nới rộng. Đó các anh chị thấy cây cầu Trà Và hiện nay rất là rộng. Hai bên là những cái nhà. Các anh chị thấy nhà hai bên là có một số căn nhà là cũng lâu lắm rồi, cũng xuống cấp rồi các anh chị. Có nhiều căn là để trống, không ai ở. Coi cây cầu Trà Và này là bắt qua cái dòng kênh Tàu Hủ. Bến Bình Đông nó cặp ngay mé kênh Tàu Hủ luôn các anh chị. Hàng năm thì phải nói là tổ chức cái lễ hội trên bến dưới thuyền, thu hút mà nó rất là đông đảo bà con người dân Sài Gòn đến tham quan các anh chị. Ở trên cái cầu này cũng có một số người ta bán mấy cái đồ trang trí Tết đó các anh chị. Đây hiện tại thì Bình đang có mặt ngay cái trên cây cầu Trà Và. Đây trước màn hình của các anh chị, đây là dòng kênh Tàu Hủ. Bên tay phải màn hình các anh chị là bến Hàm Tử Lê Văn Liêm. Còn bên tay trái là bến Bình Đông các anh chị. Lát đây chúng ta sẽ đi xuống ngay cái con đường ở ngay bên tay trái này. Xa xa mình thấy là có những cái chiếc ghe, những chiếc thuyền. Chiếc ghe thuyền chở mấy cây kiển đó các anh chị, mình thấy xa xa. Rồi chúng ta đi tiếp nha các anh chị, mình sẽ xuống dốc cầu Trà Và. Ngay cái dốc cầu bên tay phải, ngay cái tòa nhà trắng trắng cao cao đó các anh chị. Ngày xưa là bến xe quận 8. Còn bên trái là một cái rạp hát Phi Long ngày xưa. Và sau đó là một cái trường học các anh chị, và hiện nay đó là một cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Còn xa xa mà ngay giữa đó các anh chị là chợ Súng Củi, chợ truyền thống Sài Gòn gần đây thì phải nói là buôn bán ế ẩm lắm các anh chị, đóng cửa sạp sang sạp rất là nhiều. Các anh chị theo dõi trên kênh Lưu Bình Vlog thì các anh chị cũng biết rất là nhiều. Cận Tết là cũng ế các anh chị, mình rẽ phải nha các anh chị, mình rẽ phải để đi vào cái Bến Bình Đông. Bến Cần Duộc gì đây. Nếu rẽ trái và đi thẳng các anh chị là chúng ta sẽ ra cầu Nhị Thiên Đường. Mình sẽ rẽ phải đi vào cái con đường này nha các anh chị. Con đường này là con đường Đinh Hòa. Mình đi thẳng ra là mình tới ngay cái Bến Bình Đông. Còn ngay cái đoạn đường này bên tay phải mình thấy chưa, điện nó chưa có đi âm xuống các anh chị. Còn dây điện lòng thòng quá trời như là dây bằng nhện. Rồi trước màn hình các anh chị, đây là ngay cái Bến Bình Đông. Chúng ta sẽ rẽ tay trái. Đây là ngay cái khu vực là hàng năm là sẽ tổ chức cái chợ hoa Tết các anh chị, rồi lễ hội trên bến dưới thuyền. Đó các anh chị thấy bên tay phải nè, đây là cái dòng kênh Tàu Hủ. Mình thấy có một chiếc thuyền nè, đó đang chợ mấy cái cây tắc đó các anh chị. Nó có một số cây, một số chậu đã để trên cái bờ kè của cái dòng kênh Tàu Hủ này nè. Và mấy cây tắc đẹp quá các anh chị, trái còn xanh. Hồi hôm qua thì mình đi quay ở ngay chỗ chợ hoa Tết Thành Thái thì mấy cây tắc lại mấy cái trái nó vàng các anh chị. Đó, đây là có một cái bảng nè các anh chị, để mình xem cái thời gian. Nó có để là cái lễ hội trên bến dưới thuyền đó các anh chị. Cái thời gian thì chữ nó nhỏ, không biết các anh chị có thấy không. Để mình đọc ha. Chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền Tết Giáp Thìn 2024. Thời gian tổ chức là từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Như vậy là đến 30 Tết đó các anh chị. Thời gian khai mạc là 19 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2024, là nhằm vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch đó các anh chị. Địa điểm thì mình thấy là để đường Nguyễn Văn Của, phường 12, quận 8. Ở bên kia đường, bên kia cái con kênh Tàu Hủ này là bến Hàm Tử Lê Văn Liêm các anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục nha các anh chị. Như vậy là bắt đầu là khai mạc là ngày 4 tháng 2 các anh chị. Hôm nay là ngày 1 rồi, đầu tháng 2. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu khai mạc cái lễ hội trên bến dưới thuyền. Khúc trên các anh chị, khúc dưới đây thì chưa đâu. Khúc chủ yếu là ngay chỗ cái nãy trên cái bảng nó có để là đường Nguyễn Văn Của. Các anh chị là trên đường Nguyễn Của ngay cái đoạn đó thì nó nhiều. Ở đây thì cũng có mà ít các anh chị, chủ yếu là tập trung ngay cái con đường Nguyễn Văn Của. Mình thấy đây là cũng có cái sạp là bán hoa mai nè. Đó, những cái gốc hoa mai nụ quá trời các anh chị. Có cây thì nó cũng nụ cũng bung hết rồi. Còn mấy cây kia thì nhiều cây là còn búp các anh chị. Còn sớm mà, còn 8 ngày nữa đến Tết. Ồ, xe gắn máy đây quá trời. Đó các anh chị thấy đang bờ kè này bây giờ là làm đẹp rồi các anh chị. Cái khu ngày xưa là ngay chỗ này là nhà không à. Đó, sau này là giải tỏa hết. Bây giờ các anh chị thấy là xây là cái bờ kè rất là đẹp, lót gạch bông, rất là sạch sẽ, thông thoáng các anh chị. Trên cái bến Bình Đông này là cũng giải tỏa hết rồi các anh chị, làm cái bờ kè giống như vậy rồi, rất là đẹp, rất là sạch. Còn khúc mà ngay cái bến Nguyễn Di các anh chị, cái đoạn khúc trên nữa là chưa giải tỏa hết một đoạn rồi, nhưng mà chị chưa có làm bờ kè giống như vậy. Và ngay chỗ này cũng bán rất là nhiều nè các anh chị. Bán mấy cây hoa nè, hoa gì không biết nữa, hoa cúc, hoa nhạn thọ. Đó, ngay cái đoạn này thì cũng có ít các anh chị, chủ yếu là cái đoạn trên. Đoạn trên là ngay cái khúc và tổ chức cái lễ trên bến dưới thuyền mai nè. Đó, mấy cái chậu mai nhỏ nhỏ mà nụ không nha các anh chị, nụ quá trời luôn. Đó, đẹp. Mình đi lên khúc trên nha các anh chị. Hôm nay thì thời tiết Sài Gòn là tiếp tục nắng nóng các anh chị. Mấy ngày gần đây hoa mai, mấy chậu hoa mai tiếp tục đó, quá trời luôn. Tiếp tục là trời nắng nóng. Hiện tại mới có 10 giờ mấy mà Bình đi 10 giờ mấy mà các anh chị thấy nắng nè. Nhiệt độ mình theo Bình đoán là cũng khoảng cỡ 35-36 độ đó các anh chị. Nhưng mà thì lại về chiều thì lại gió rất nhiều các anh chị. Gió nó xe lạnh, buổi sáng cũng vậy, buổi sáng thì xe lạnh. Còn chỉ có riêng là buổi chiều khoảng cỡ 10 giờ mấy trở đi, trưa đó, rất là nóng. Phố Lầu, khúc trên là Phố Lầu các anh chị. Đó, các anh chị thấy ngay cái bến Bình Đông bây giờ đường rất là rộng, thông thoáng. Tiếp tục ở đây nữa là những cái sạp bán cây mai, những cái gốc mai rất là đẹp. Đó, mai đủ loại hết các anh chị, loại lớn, loại nhỏ, loại bé cũng có chút. Mà mấy cây nhỏ mà bông quá trời, nụ quá trời luôn. Đó, có mấy cây võng nè các anh chị. Thương lái người ta bán là chắc tối là ngủ đây là canh nè, có mấy cây võng nè. Đó, bên trong là có mấy cái anh bán. Đó, từ bắt đầu khúc này là dài là đã có những cái sạp bán cây kiển rồi các anh chị. Cây mai, cây tắc. Đó, ở đây cũng có một chiếc thuyền nè. Chiếc thuyền chở mấy cây mai đó các anh chị. Mình thấy ở trên thuyền quá trời mai luôn. Đó, các anh chị đi nhìn chiếc thuyền này giống như là ở miền Tây. Wow, hoa này đẹp quá. Bông giấy. Đó, mấy cây mai cũng mấy cây mai nhỏ đây nè. Bông vạn thọ. Wow, mấy cái chậu mai nhỏ quá trời. Đó. Còn ở đây là bán mấy cây xương rồng ha. Xương rồng các anh chị. Bên đây là cây thần tài. Nó làm đủ kiểu đó các anh chị, chiếc thuyền đó, rồi cánh bờm và cây quạt gì đó, làm đủ kiểu hết. Ngay cái đoạn này các anh chị thấy nè, ngay nó có dây điện, nó có mấy cái ổ cắm đó các anh chị, để dành cho là thuê sạp để bán cây kiển đó các anh chị. Đó, bây giờ ngay chỗ này là đang cái thi công cái sân khấu nè các anh chị. Mình thấy là đang thi công cái sân khấu cái lễ hội. Ồ, rất là rộng. Đó các anh chị không, thấy rất là hoành tráng các anh chị. Nguyên cái sân khấu ở đây luôn nè. Khu vực đang thi công không phận sự miễn vào. Đi ngang thôi đâu có vào đây. Bên đây là con đường Nguyễn Văn Của nè các anh chị. Đó, bên trong là đang thi công. Đó, dài bên trong đó các anh chị. Có xe nó chạy ngang qua. Wow, cái sân khấu đây làm công nhận là hoành tráng thì nha các anh chị. Rất là rộng. Đèn chiếu sáng quá trời luôn nè. Đang tất bật thi công để chuẩn bị là ngày 4 tháng 2 này là khai mạc cái lễ hội trên bến dưới thuyền các anh chị. Các anh chị chú ý thời gian để mình rảnh thời gian mình đến mình tham quan. Rất là đông vui các anh chị, đông lắm. Ngay cái ngày đó nghẹt cái đường này luôn á. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi nha các anh chị. Đó, bên tay trái nè, đó trang trí mấy cái gì gọi là cái gì bình quên người ta. Mấy cái lồng gì đó, bắt tôm, bắt tép gì đây nè. Mấy cây tre, cây trúc. Đó, ngay chỗ này là Phố Lầu nè các anh chị. Đó, nguyên cái dải này là xưa lắm rồi. Rất là lâu rồi các anh chị. Đó, ở trên cái cầu đi bộ nè, thấy trang trí cũng có trang trí nè các anh chị, bên tay phải đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi nha các anh chị. Đó, mình đi mình chạy từ từ để cho các anh chị ngắm cái cảnh lễ hội chuẩn bị tổ chức khai mạc. Ở bên tay trái nè. Đó, làm này cũng chưa xong các anh chị. Còn bên tay đây thì ngay cái tiểu cảnh làm dạng như là nó hoa sen đó các anh chị. Nó có lá sen nữa nè. Buổi tối là rất là đẹp các anh chị. Nhưng mà buổi tối đi là có đèn rất là đẹp. Sau khi mà hoàn chỉnh cái công trình này xong rồi đó, chắc buổi tối đi rất là đẹp. Rồi mình tiếp tục mình đi nha các anh chị. Làm nguyên cái dải Phố Lầu này luôn. Đó, nguyên một dải dài luôn các anh chị. Bên tay trái nè, có những cái lá dừa. Đó các anh chị thấy không, phía trong là lá dừa đó các anh chị. Còn mấy cái vỏ gì màu xanh xanh nó chế, đó là cái gì ta? À, Bình đi quay hôm nay thì chắc cái ngày khai mạc Bình sẽ quay trở lại để chia sẻ cái hình ảnh chính thức ngay cái buổi khai mạc luôn ha các anh chị ha. Bình nghĩ chắc buổi khai mạc rất là đông vui, rất là nhộn nhịp. Còn ngay chỗ này cũng bán hoa mai. Qua mấy cái chậu này, chậu lớn lớn không nè các anh chị. Mấy cái gốc hoa mai đẹp không à. Hoa mai này là hoa mai ghép các anh chị. Các anh chị thấy không, cái gốc bự bự không. Ồ, chà bá luôn. Nụ quá trời nụ luôn các anh chị. Và năm nay thì nhà vườn bây giờ cũng sợ rồi các anh chị. Sản lượng bây giờ là cũng giảm. Các anh chị thấy không, là bán cũng thương lái mua để bán cũng ít lắm các anh chị, không dám là mua nhiều. Hồi năm ngoái phải nói là rất là ế các anh chị. Có nhiều nhà vườn phải là ế quá. Ồ, đây Bình thấy để có cái bảng là bán và cho thuê mai. Là có cho thuê mai nữa các anh chị. Đó, các anh chị thấy ở đây là ngay cái nguyên một cái đoạn này là bán hoa mai. Mấy cây gốc mai lớn lớn không mà các anh chị. Mình thấy rất là đẹp. Nhiều cái kiểu dáng làm rất là đẹp các anh chị. Ồ, nụ quá trời nụ luôn. Rồi chúng ta đi tiếp nha các anh chị. Ở trên mình thấy là có nhiều sạp cũng ta mở người ta bán rồi. Ngày năm ngoái là thương lái là bán ế lắm các anh chị. Cây kiển đồ hả, là ngày cuối ngày 29 Tết đó, quá trời luôn. Đó các anh chị thấy bên đây là có phố Ông Đồ nè các anh chị. Đó, để mình đi qua bên đường mình thấy có trang trí mấy cái trái dừa mạ vàng rất là đẹp. Đó ngay khúc này, ngay cái đoạn này là phố Ông Đồ. Nó có người đứng ta xem. Đó cây dừa, ôi xin lỗi các anh chị, trái dừa. Đó trái dừa mạ vàng các anh chị. Màu xanh cũng có. Ồ đẹp quá. Giống bằng thiệt đó nha các anh chị. Ôi là cái kiểu rất là đẹp. Này đem về chưng. Mua về chưng chứ. Mua về chưng rất là đẹp các anh chị. Bên kia cũng có nè, mình đi qua bên kia coi. Đó bên đây là cũng đó những cái trái dừa lớn lớn mạ vàng các anh chị. Mạ vàng rồi màu đỏ cũng có, màu vàng cũng có. Đó có mấy cái treo mấy cái ông thần tài lắc lắc cái đầu ở đường Hải Thượng Lãn Ông, nhiều mấy cái này lắm, mấy cái đồ trang trí Tết này đó các anh chị. Đó. Ở dưới là không biết cái mấy cái cây vàng vàng nè. Đó, quá trời luôn. Đó anh chị thấy không, dừa mã vàng đem về mình mua về mình trưng ở bàn thờ. Nhìn rất là sang nha các anh chị. Vàng vàng đầu năm là vàng vô đó. Chúng ta hoành lại nha các anh chị. Mình hoành lại mình đi mình tiếp tục mình đi tham quan. Ủa, thanh long vàng. Đó quá trời sạp ngay chỗ này luôn. Đây là bán cái gì đây? Bán nước, trái cây. Còn đây là chả lụa. Chả lụa, nem chua. Đó, các anh chị tham bán luôn, thức ăn luôn, thực phẩm luôn. Đó, phút trên đây là bán cái gì? Bên tay trái màn hình của các anh chị là trường Võ Văn Kiệt. Còn đây là bán cái mấy cái gì ta? Cái bonsai nè các anh chị. Đó. Có bên trái là trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt các anh chị. Trường rất là lớn. Đó phố Ông Đồ. Quá trời luôn, rất là đẹp các anh chị. Rồi, chúng ta đi tiếp nha các anh chị. Mấy cây bonsai công nhận các anh chị thấy đẹp ghê. Ở dưới đây có cây gì? À cây ớt nè các anh chị. Ồ, quá trời cây ớt đây luôn. Wow. Ớt chậu nhỏ nhỏ không. Rồi chúng ta đi tiếp nha các anh chị. Ôi, xe cường cẩu, cẩu gì trời. Đây là bán dừa. đi thẳng xuống khúc dưới đây coi. Khúc dưới đây bán nhiều lắm các anh chị, mình thấy dài dài ở dưới nè. Đây cái sạp này còn trống, chờ người đến ra mà bán. Còn ở đây là bán nước ép quýt hồng, atiso đỏ tươi, đó, sữa Âu gì nè, 15k, bưởi, đó, quá trời luôn. Ồ, đặc sản Cao Lãnh này cánh gì, nước tương nước mắm gì đây nè. Quán luôn mấy cây mai luôn. Ủa, cây mai là cái gốc lạ quá ha. Gốc này gốc nhìn giống cái con gì ta, mà hoa nó nở hết rồi. Bên đây cũng vậy. Ủa, bên đây hoa nó cũng nở rồi nè. Ủa, cái chậu cái gốc tạo dáng đẹp quá các anh chị. Giống này giống cái con gì á. Các anh chị nhìn giống nó một cái con giống như là cái. Ủa, quá đẹp. Đó đây nè, có giống cái con nai á các anh chị, nó có cái sừng đó. Ô hay ha. Ở đây cũng vậy nè. Đó dưới đây thì mấy cái cây mai nhỏ nhỏ quá trời. Kế bên là cây này là gọi là cây sứ không ta? Không biết nữa. Là cây sứ đó các anh chị. Rồi tiếp tục xa xa là quy một dàn bông giấy. Ồ, cái màu đỏ rực luôn các anh chị. Mình khoái cái màu đỏ nè. Ủa, nó đỏ rực luôn á. Đủ màu hết. Màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu cam. Đó. Ủa, người ta đang mua nè các anh chị. Giờ có nhiều người người ta mua bông giấy về người ta trưng Tết lắm các anh chị. Ủa, ở khúc trên kìa, nguyên một cái vàng đỏ ngầu luôn. Mình đi lên khúc trên các anh chị. Đó, mình thấy khúc trên ngay chỗ này nè. Đó, nguyên một vàng đỏ ngầu luôn, rất là đẹp các anh chị. Quá đẹp luôn. Đó, ở đây nè. Các anh chị thấy không, cái màu đỏ rất là đẹp. Mình thích cây bông giấy cái màu này nè các anh chị. Ở nhà mình cũng có trồng cây bông giấy mà cái màu là những nó lợt hơn cái này. Nó cũng màu đỏ đỏ giống vậy đó các anh chị, mà nó lợt hơn, nó không có đỏ rực như vậy. Cái đoạn này thấy mấy cái dây điện nó lòng thòng quá trời các anh chị. Cái dây điện mà cái ổ cắm á, đó là ngay chỗ này là còn sạp đó các anh chị, mà người ta chưa tới bán. Còn nhiều. Cái dừa kiển nè. Đó, còn đây cây mai. Mấy cây mai, mấy cái chậu nhỏ nhỏ quá trời luôn. Mà nhìn nụ rất là nhiều. Đó, ở trên đây là cũng mai nữa nè các anh chị. Ô, mấy cây mai, mấy cái chậu nhỏ nhỏ không à, rất là đẹp. Quá trời luôn. Nụ không nữa chứ. Cái chậu cũng đẹp các anh chị. Các chị nhìn thấy cái chậu rất là đẹp. Trên đây thì tiếp tục là bông giấy. Bông giấy của tớ mai. Năm nay mấy cái chậu mai nhỏ nhỏ quá trời luôn đó các anh chị thấy không? Nguyên một vàng luôn. Mà mình thấy mấy cái chậu nhỏ nhỏ nó đẹp các anh chị. Nó gọn mà nó đẹp. Đó, cây bên đây mình thấy vừa nè. Có nhiều nhà mua cây to quá trời. Nhà chút xíu mua cây chà bá tên gì. Đó, đây bông giấy màu cam nè. Ở kế bên là cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi là năm nay thì ít cái gì. Ít. Mình đi ở bên ngay chỗ cái chợ hoa Tết ở đường Thành Thái quận 10 cũng vậy. Hoa cúc bông xôi cũng ít. Đó, còn đây là mấy cái tắc. Ủa, tắc nhỏ nhỏ không. Đó các anh chị thấy không, bây giờ thương lái người ta đâu có dám mua đâu. Đâu dám mua nhiều. Cái cảnh mà giống hồi năm ngoái đó các anh chị mình thấy. Trời ơi, mấy cây mai nè, rồi cây mai, rồi mấy cây bông cúc đồ á, người ta bẻ nhánh đồ người ta bỏ, tại vì mua rẻ quá người ta tức quá, người ta đem đi dục chứ người ta không bán luôn, các anh chị tức quá, bán ế quá trời. Biết năm nay sao hồi hộp lắm các anh chị, thương lái cũng hồi hộp lắm. Ở trên đây cây bông giấy nữa nè, giờ bán bông giấy lại nhiều. Ví dụ bông giấy, cây mai nè các anh chị, ví dụ như mình bán còn dư á, mình đem về mình trồng lại được. Còn mấy bông cúc là coi như xong. Đó, bông giấy đây cũng nguyên một vàng đây rất là đẹp. Bông cúc, cúc bông sồi đấy các anh chị, mà bán mà còn dư coi như là các anh chị đem đi quăng, tốn tiền xe, phải đi tốn tiền xe chở về đi quăng rác nữa các anh chị. Còn cái này đem về mình trồng lại, mình dưỡng lại để năm sau mình bán tiếp. Đó. Ở đây không có ai cái gì mình nói chứ để thương lái nó nghe nó chửi quá, mới chỗ người ta bán rồi nó xin lỗi các anh chị nha, mình nói hồi năm ngoái chứ ngoài nói này. Wow, bông giấy quá trời luôn. Giờ thấy đa số là bông giấy rất là nhiều các anh chị. Là mình thấy là có nhiều người bây giờ người ta cũng ưa chuộng là người ta mua bông giấy về người ta trang trí Tết các anh chị, trang trí Tết ở nhà đó. Có bông cỏ rực luôn, rất là đẹp. Bây giờ bông giấy là thấy ưa chuộng nhiều. Đó các anh chị thấy không? Ở đây là ngay cái đoạn này là nguyên một cái dàn bông giấy luôn. Bông giấy, bông cúc nữa nè. Bông cúc thì các anh chị thấy không, ít lắm. Đó, bông cúc không, lê gai vài chục chậu mà các anh chị. Thương lái người ta không dám mua nhiều, sợ bán không được giống năm ngoái. Đó, bông cúc đó các anh chị thấy không? Đó. Đã mấy chục chậu mà. Còn dưới đây là mấy cái bông gì đây ta, bông vạn thọ, bông sứ, bông đó, cúc bông sôi nè. Còn bông này bông gì không biết luôn. Mình không có gành về hoa kiển các anh chị. Mình chủ yếu mình đi mình review chợ hoa Tết gửi đến quý cô chú anh chị thôi, chứ mình không có gành cây kiển. Nên mà có nói sai cũng mong các anh chị thông cảm. Đó, đây là cái này hàng độc lạ luôn nè các anh chị. Hàng độc lạ luôn, cái trái dừa đó các anh chị. Trái dừa thiết kế nhiều cái kiểu rất là đẹp. Để mình đi xuống mình quay luôn cận cảnh cho các anh chị dễ xem. Bên đây bên tay trái này các anh chị nhìn thấy là các anh chị hiểu rồi ha. Đừng anh ơi má la. Trời, trang trí gì đọc dưới trời. Ôi, đừng anh ơi má la. Ở trên đây nè các anh chị thấy không, mấy cây dừa kìa. Rất là đẹp các anh chị. Mình đi vào bên trong coi. Ôi, thiết kế mấy cái kiểu rất là đẹp các anh chị. Bên trong đây nè có thiết kế ông thần tài nữa nè. Các anh chị thấy không, cây dừa nó trồng có đó, có cây đó các anh chị. Rồi cái trái, cái ở ngoài thì nó sơn một cái lớp bóng gì lên. Còn ở trong đây mình thấy là hình như là nó là thiết kế theo dạng mà như là 12 con giáp đó các anh chị. Đây có con gà nè, ngay góc này nè các anh chị, có con gà. Đó, ông thần tài quá trời luôn. Con mèo. Quá đẹp. Cái này là hàng độc lạ luôn á các anh chị. Đó nè, con gà nè các anh chị thấy không, làm rất là giống mấy cái cây nó lên á. Rồi chúng ta đi tiếp nha các anh chị. Mấy cái dừa làm tạo dáng rất là đẹp các anh chị. Bên đây là cây mai. Đó, cho thuê mai nữa nè. Đây bán và cho thuê mai nữa các anh chị. Khúc trên đây thì tiếp tục là bông giấy. Đó, các anh chị thấy bông giấy bán rất là nhiều. Bây giờ là người ta ưa chuộng lắm, ưa chuộng mấy cái bông giấy này lắm. Bởi vì là cái màu đỏ đó, đỏ trang trí đẹp các anh chị. Đỏ hên mà, may mắn. Ủa, đây có bông hồng nữa nè các anh chị. Đó, ngay cái giữa này là mấy cái chậu bông hồng. Còn ở trên là cái chậu mấy cái cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi nó để trên cái chậu trắng trắng đó, nhìn nó đẹp quá anh chị ha. Để bên hai bên cửa đó, nhìn nó sang đó. Trời ơi, đây là đẹp quá trời luôn, cái màu đỏ rực luôn đó anh chị. Rồi xa xa trước màn hình các anh chị, đây là ngay cái cầu Kênh Ngang. Cầu Kênh Ngang 1 các anh chị. Kênh Ngang số 1. Khúc trên là hết rồi các anh chị. Chủ yếu khúc này thôi. Còn bên tay trái là cao ốc. Cao ốc những căn hộ cao cấp đó các anh chị. Rồi chắc video đến đây cũng khá dài rồi, chắc mình cũng xin phép là ngừng video tại đây nha các anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Dạ xin chào và hẹn gặp lại ạ.